Xin chào quý bà con, quý chị, các bạn đang nghe xem kênh thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Chúc quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số là nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá hôm nay thì nhìn chung là cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua nhé bà con. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì lô 1 dao động mức từ 27 đến 28 ngàn, lô 2 dao động ở mức từ 21 ngàn, lô 3 dao động ở mức từ 16 đến 17 ngàn, còn loại 4 dao động ở mức từ 11 ngàn. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 8 đến 9 ngàn. Đây là giá tại khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vườn nhé bà con. Còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng ký tùy theo từng nơi. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng, thanh long ruột trắng hiện nay thì hàng đẹp dao động mức từ 16 đến 17 ngàn, hàng sàn dao động từ 14 đến 15 ngàn. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 14, 15, 16, bò sàn thì 12, 13 ngàn, 14 ngàn. Hàng dạt của thanh long ruột trắng hiện nay thì dao động ở mức từ 8 ngàn, giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận, long ruột đỏ khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 25 đến 26 ngàn, loại 2 dao động từ 20, còn loại 3 dao động ở mức từ 15 ngàn đến 16 ngàn. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 9 ngàn, 8 đến 9 ngàn tại khu vực Bình Thuận. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chúc quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và thành công.